Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khoa học phát triển như vũ bão, mỗi sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ đều hướng đến con người và vì con người. Nhiều nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, ghi dấu đậm nét và được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. Nhưng cũng có những nghiên cứu khoa học nhận được chỉ trích của dư luận vì vi phạm đạo đức, nghi ngờ về tính an toàn, Tới đây là một số nghiên cứu như vậy. Nhân bản vô tính khỉ Lần đầu tiên các nhà khoa học tiến hành nhân bản vô tính, một loài linh trưởng gần giống với con người nhất, theo cách nhân bản cứu đô ly, cách đây 20 năm. Họ đã sử dụng kỹ thuật chuyển nhân tế bào Soma để tạo ra hai chú khỉ đuôi dài tại Viện Khoa học Thần Kinh Trung Quốc, có trụ sở tại Thượng Hải. Trong khi việc nhân bản vô tính áp dụng trên kiểu đô ly còn đang tranh cãi về mặt đạo đức, thì nghiên cứu khoa học nhân bản những chú khỉ này làm dày thêm hồ sơ về những nghiên cứu khoa học phi đạo đức. Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, những chu khỉ nhân bản này giống hệt nhau về mặt di truyền, chúng sẽ có ích trong việc nghiên cứu bệnh trên người, ví dụ như các rối loạn ở não bộ. Chuột con ra đời từ hai chuột mẹ, mở ra khả năng sinh sản đồng giới. Một trong những nghiên cứu kỳ lạ được công bố trong năm 2018 đã phá vỡ mọi quy tắc trong sinh sản là tạo ra một sinh vật từ hai sinh vật khác cùng giới. Nghiên cứu này được tiến hành trên chuột do các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tiến hành, mở ra một kỹ thuật mới trong sinh sản. Các nhà khoa học đã tiêm vào một quả trứng của chuột cái một tế bào gốc phôi haploid, một loại tế bào của chuột cái khác và sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen tạo ra hàng chục chú chuột. Bằng cách này các nhà nghiên cứu người Trung Quốc đã tạo ra được 210 phôi chuột còn sống trong đó chỉ có 29 chú chuột con ra đời. Đặc biệt những chú chuột này có khả năng sinh con đẻ cái. Cách sinh sản từ hai chuột mẹ có 102 này được cho rằng hoàn toàn có khả năng áp dụng trên người. Tuy nhiên nó vấp phải các rào cản về các vấn đề đạo đức và sự hồ nghi về tính an toàn. Em bé chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới. Sự kiện khoa học làm rúng động giới y khoa quốc tế là sự ra đời của một em bé được chỉnh sửa gen CRISPR đầu tiên trên thế giới. Nhà khoa học công bố nghiên cứu gây tranh cãi này là người Trung Quốc. Ông đã công bố nghiên cứu gây tranh cãi của mình tại hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen người. Nhà khoa học He Jiankui cho biết đó là hai em bé sinh đôi được sinh ra với các IND được chỉnh sửa giúp bé có khả năng kháng virus HIV. Hai em bé này đều có bố bị nhiễm HIV. bộ não thứ hai của con người. Chúng ta đã biết cơ thể người có một hệ vi sinh khổng lồ giúp điều hòa hoạt động bên trong. Tuy nhiên vài thập kỷ qua, khoa học mới thực sự hiểu được vai trò của những vi sinh vật nhỏ bé này giúp cho cơ thể chúng ta hoạt động như thế nào. Năm 2018, một nghiên cứu từ Đại học Đắc Mỹ được công bố trên tạp chí Science cho biết có mối liên hệ giữa đường ruột và não bộ. Các nhà khoa học cho rằng trong đường tiêu hóa của con người có hơn 100 triệu tế bào thần kinh giúp truyền tín hiệu về cảm giác no hay đói đến não. Đây là lý do con người ăn một số loại thực phẩm có thể giúp cải thiện tâm trạng. Gen ngừa thai dành cho nam giới Lần đầu tiên một loại thuốc tránh thai dành cho nam giới đã ra đời, đó là một loại gen ngừa thai. Thử nghiệm đang được tiến hành trên 420 cặp vợ chồng tình nguyện ở 7 quốc gia trên thế giới. Nam giới chỉ cần bôi gen này lên cánh tay hoặc vai hàng ngày trong khoảng 20 tuần, số lượng tinh trùng của họ sẽ giảm mạnh đến mức gần như người vô sinh. Khi ngừng thuốc này, lượng tinh trùng của nam giới sẽ tăng trở lại. <laughs> Cách mới nhìn hình ảnh bên trong cơ thể con người, hai tiến bộ gây ấn tượng nhất về những hình ảnh sinh học bên trong cơ thể con người được công bố trong năm nay. Đó là chiếc máy quét 3D toàn thân đầu tiên trên thế giới, có tên Explorer. Nó có thể quét toàn bộ cơ thể chỉ chưa đến 30 giây với liều bức xạ thấp máy quét nhanh gấp 40 lần so với máy chụp cắt lớp hiện nay. Bên cạnh máy quét 3D, máy quét sinh học của các nhà nghiên cứu New Zealand cũng gây ấn tượng khi cho ra hình ảnh 3D rõ từ xương, cơ, nước, mỡ và các dấu hiệu chỉ điểm bệnh hay như cả một chiếc đồng hồ trên cánh tay cũng rõ. Quý vị và các bạn thân mến, tác hại khi đốt nhang quá nhiều sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt